Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là một ngày hết sức là đặc biệt đối với mình đấy các bạn ạ. Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của mình khi bước chân vào cấp 2 và trở thành em út của trường cấp 2 đấy các bạn ạ. Chỉ vài phút nữa thôi là ngay tại đây sẽ có một buổi khai giảng thật là hoành tráng. Và mình cũng rất là hồi hộp vì vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ. Ở đây có trường mới, có bạn mới và có thầy cô giáo mới các bạn ạ. Khi bước chân vào năm học mới, chúng mình sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng làm con ngoan trò giỏi nha. Hôm nay là ngày khai trường và cũng là ngày chúng mình bắt đầu bước chân vào một năm học mới đầy niềm vui và sự phấn khởi. Tuy nhiên, ở một vài nơi tình hình dịch bệnh khó khăn nên các bạn không thể đi khai giảng được. Nên mình làm video này để gửi cho các bạn thật nhiều niềm vui của ngày tựu trường nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn lớp của mình nha. Tèn tèn các bạn ơi, đây là các bạn của mình học chung với mình hồi tiểu học nè. Đấy, bản thân của mình đấy các bạn ạ. Lớp mình bây giờ đang học là lớp 6A1. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, lớp mình có rất là nhiều bạn mới luôn. Đấy, các bạn thấy đông không? Đấy, lớp mình hơn 40 bạn đấy. Còn lớp các bạn như thế nào? Hãy comment xuống dưới để cho mình biết nha. Đấy các bạn ạ, các anh chị lớp 7A1 đang vẫy tay chào lớp TV kia. Mình rất là hồi hộp luôn đi các bạn ạ. Không biết tí nữa sẽ diễn ra buổi tựu trường có vui không nha các bạn nha. Các bạn hãy cùng đón xem buổi khai giảng của trường mình như thế nào nha. Lộc TV, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi. Đây này các bạn ơi, đến giờ tập trung rồi. Mình đang quay ở trên tầng xuống đấy các bạn ạ. Các bạn thấy học sinh ở trường mình đông không? Xếp hàng thẳng tắp luôn. Đến lớp 9A1 làm chuẩn đấy các bạn ạ. Đấy, học sinh đứng trước cầm cờ. Bạn nào, bạn này cũng mặc áo trắng khăn quàng đỏ ạ. Kia kia, mình kia kia. Hello, xin chào các bạn. Đấy, bắt đầu giơ cờ. Những người đứng ở đầu hàng, tay giơ cao ngọn cờ tổ quốc đỏ thắm, thể hiện sự quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt đấy các bạn ạ. Vì không lấy được tiếng trống cho nên mình mượn tạm tiếng trống ở trường cấp 1, trường của bạn Tú nha. Tiếng trống báo hiệu năm học mới bắt đầu. Xin chân thành giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự có mặt đông đủ của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng 625 em học sinh thân yêu. Hello các bạn ơi.